Ok, chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh của mình. Thì trong cái nội dung video ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ cho các anh chị một cái lỗi sai trong cái kỹ thuật trình bày, tức là cái kỹ thuật mà chúng ta record một cái địa chỉ nào đó. Thế nào? Thì thời gian gần đây thì tôi có đọc một cái thuyết minh quy hoạch một phần 500. Thì trong cái tờ bìa chúng tôi thấy có cái phần một cái địa chỉ là gì, xã Bách Sơn và xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Thì như trên màn hình thì chúng ta thấy là cái người họ soạn ra cái trang bìa này, tôi không biết họ có để ý hay không, nhưng mà tôi thấy nó cái lỗi này rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta đỡ cho nó sai. Và cái việc sai này thường thì chả ai để ý, hoặc là gì, nếu như họ biết mình sai nhưng mà nó không quan trọng cho nên họ không 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 đề cập, dẫn đến là gì, chúng ta sẽ sai nói tiếp sai, chúng ta xem như nó là đúng, chúng ta cứ tưởng rằng chúng ta ghi như vậy là đúng. Thế thì đầu tiên thì các anh chị thấy rằng là khi mà anh ghi một cái địa chỉ, thế nào, như ở đây là gì, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, thì anh lại sử dụng cái dấu gọi là gạch ngang, hoặc là gạch chân, xin lỗi, đây là gạch chân chứ không phải gạch ngang, đây là cái dấu gạch chân. Tôi không hiểu tại sao mà chúng ta sử dụng cái dấu này. Thì trong tiếng Việt của chúng ta có rất là nhiều dấu, tuy nhiên rằng cái việc mà chúng ta sử dụng cái dấu này nào thì nó phải đúng được cái ý nghĩa của nó. Không phải là lúc nào chúng ta cũng muốn dùng là chúng ta dùng. Nè, vì trong cái trường hợp này thì nếu như mà chúng ta không biết hay không có một cái thông tư nghị định nào nó hướng dẫn về cái việc này, thì các bạn cũng biết rằng hồi giờ chúng ta ghi một cái địa chỉ, hay là một cái địa chỉ, tôi chả có bao giờ gặp cái trường hợp nào mà sử dụng cái dấu gạch chân cả. Dấu gạch ngang thì tôi đã gặp, nhưng mà dấu gạch chân, hoặc là gạch chân thì chúng ta tôi chưa bao giờ gặp, tôi không biết các anh chị đã gặp hay chưa. Hay là mà lần đầu tiên tôi gặp thấy một cái tờ bìa thuyết minh của một cái dự án rất là lớn mà lại ghi như thế này. Nhưng mà nếu mà tôi lại đưa vào trong cái ý kiến của mình đối với đơn vị tư vấn đó chẳng hạn, thì nó lại trở thành một cái việc nó quá nhỏ nhặt, phải không? Nó nhỏ quá, họ xem mình, họ coi mình, tức là họ sẽ nghĩ mình ở những cái loại đó nó quá đơn giản, phải không? Nhưng mà theo tôi á, cỡ như những việc nhỏ nhặt như thế này thì chúng ta cũng phải lưu ý, phải không? Chúng ta ghi sao cho nó đúng, ghi sao cho nó đúng. Cái đây nó thiên gọi là cái lỗi chính tả, phải không? Nó dạng như là lỗi chính tả, chúng ta ghi dấu câu sai cái nào, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta viết kho cũng sai. Trong cái địa chỉ này, xã Bách Sơn và xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, thế nào, thì cái chữ xã Bách Sơn thì nó được cấu tạo thành một danh từ, gọi là danh từ chung, là xã, huyện, tỉnh là danh từ chung. Nó kết hợp với những cái danh từ riêng, ví dụ như Bách Sơn, Bình Minh, Trảng Bom, Đồng Nai. Thế thì các bạn sẽ viết kho chữ nào và chữ nào chúng ta sẽ không viết kho ở chữ cái đầu tiên. Thế nào? Ở đây tôi nói nó không phải là tôi bịa, mà nó có những cái căn cứ. Nếu như trước đây chúng ta không được học thì chúng ta không nhớ, hoặc là gì, chúng ta cái quá trình mà chúng ta thường thì con người chúng ta có những cái lỗi mà do chúng ta không có ai nhắc, cho nên chúng ta cứ nghĩ nó là đúng, hoặc là nó thành dần thành một cái thói quen, mà mỗi lần chúng ta cứ ghi là ghi thành ghi giống như là thói quen, thậm chí là chúng ta ghi nhưng mà chúng ta không hiểu là tại sao cái chỗ đó chúng ta viết kho chữ cái đầu tiên, chỗ đó chúng ta viết bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, kiểu chữ đậm, hoặc là kiểu chữ in nghiêng, hay là chiều cao chữ như thế nào đó. Và tất cả mọi cái đó nó có những cái quy định hướng dẫn đó nào. Thì các anh chị có thể download cái thông tư 01 chúng ta về chúng ta tham khảo. Ở đó cái thông tư này
nêu rất là rõ, hướng dẫn cho chúng ta rất là nhiều, rồi nó liên quan đến cái kỹ thuật trình bày của cái văn bản. Thì cái cuốn thuyết minh quy hoạch 1/500 tôi cho rằng nó cũng là một cái loại tài liệu rất là quan trọng và được trình bày cho cơ quan chức năng. Do vậy chúng ta cũng phải trình bày sao cho nó có một cái bố cục, có thể là chúng ta tham khảo trong cái thông tư 01 cũng có hướng dẫn cho chúng ta cách mà chúng ta trình bày cái bố cục trình bày phải không? Ok, đó là cái chuyện ngoài lề, nhưng mà ở đây tôi muốn nói là cái chuyện mà chúng ta quyết kho đối với những cái địa chỉ. Tôi sẽ mở cái thông tư 01 lên cho các anh chị xem phải không? Nó có quy định phải không? Đây, quyết kho tên địa lý thì ở trong cái mục 1 nó có gọi là tên địa lý Việt Nam, thì cái khoản A này, gọi là cái tên đơn vị hành chính được cấu tạo giữa danh từ chung với danh từ riêng của đơn vị hành chính đó, thì quyết kho chữ cái đầu của các âm tiết tạo thành tên riêng và không dùng gạch nối. Đó, không dùng gạch nối. Gạch nối ở đây là cái gạch nối dấu gạch ngang các anh chị. Đó nè, dấu gạch ngang. Rồi là những cái dấu gạch chân thì tôi gọi chung đó là gạch nối. Chúng ta không nên sử dụng hai cái dấu này, mà chúng ta sẽ sử dụng cái dấu phẩy thôi nè. Dấu phẩy. Ví dụ như số cái địa chỉ chúng ta chẳng hạn như là số 2 phẩy đường gì đó, phẩy phường, phẩy quận thôi nè, phẩy thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Đó, chúng ta sẽ ghi cái dấu nó như vậy. Còn cái việc mà viết kho thì chúng ta sẽ có lưu ý hai trường hợp. Phải nào? Thứ nhất là cái danh từ chung nó kết hợp với tên riêng của đơn vị hành chính. Thì lúc này cái danh từ chung chúng ta cứ viết bằng chữ thường, phải không? Viết bằng chữ thường. Chỉ có cái danh từ riêng chúng ta sẽ viết kho chữ cái của âm tiết, các âm tiết. Phải không? Đó. Do vậy thì trong cái trường hợp này chúng ta sẽ viết như thế nào thì nó sẽ đúng. Đây, ví dụ như ở đây ghi là địa điểm 2 chấm, thì cái chữ xã này nó là một cái danh từ chung, và Bách Sơn là danh từ riêng. Do vậy chúng ta sẽ viết kho các âm tiết đầu tiên nữa nè, âm tiết đầu tiên của cái chữ Bách Sơn này. Còn chữ xã đáng lẽ ra là chúng ta sẽ viết bằng chữ chữ yên thường nữa nè, chữ yên thường. Thì ở đây do đó là sau dấu hai chấm thì chúng ta có thể viết viết kho cũng được của cái âm tiết đầu tiên, nhưng mà ở cái chữ tiếp theo là xã Bình Minh thì chữ xã này chúng ta phải viết thường. Sau đó dấu phẩy và chữ huyện Trảng Bom thì chữ huyện chúng ta sẽ viết thường. Còn cái chữ Trảng Bom này chúng ta phải viết kho chữ các âm tiết đầu tiên, viết như thế này là đúng rồi, nhưng mà sau đó là phải và tỉnh Đồng Nai. Đồng Nai thì mình viết như thế này là đúng rồi, nhưng mà cái tỉnh là chúng ta sai, nó là danh từ chung cho nên chúng ta phải viết thường. Đó, do vậy ra gì có những cái lỗi như thế này nó rất là nhỏ thôi, nó rất là nhỏ nhặt. Nhiều lúc chúng ta ý kiến thì họ nói chúng ta quá kỹ hoặc là quá soi hồ sơ chẳng hạn, hoặc là họ cứ nghĩ là chúng ta đang làm khó họ. Còn nếu mà chúng ta cứ bỏ qua thì cái người mà họ soạn cái trang bìa này chẳng hạn, hoặc là cái văn bản hoặc là cái tài liệu này, họ cứ nghĩ là họ là đã làm đúng, và cứ thế họ sau này cái tài liệu này sang tài liệu khác họ cứ viết như vậy. Thì theo tôi thì các anh chị, đặc biệt là các anh chị mới mà chúng ta mới ra trường, thì chúng ta tập thói quen đó nè, cái gì không biết thì chúng ta sẽ tìm hiểu, phải không? Tất cả mọi cái chúng ta phải tìm hiểu. Nếu như trên không có những cái thông tư hướng dẫn hay một cái quy định luật nào đó nó quy định, nó bắt chúng ta hoặc nó hướng dẫn chúng ta áp dụng, thì không có thì chúng ta có thể tìm hiểu trên mạng, phải không? Các cái chuyên gia họ tư vấn cho chúng ta, nó rất là hữu ích. Thì ok, thế thôi. Thì trong cái video ngày hôm nay thì tôi muốn chia sẻ cho các anh chị một cái lỗi như vậy. Hy vọng rằng cái lỗi này rất nhỏ, nhưng mà nó sẽ dần dần
tạo cho ta chúng ta một cái thói quen nữa, chúng ta làm hoặc chúng ta ghi sao cho nó đúng nè, chứ không phải chúng ta muốn ghi sao mà chúng ta ghi. Tôi thấy là đa số hiện nay các bạn ghi chỉ có những bạn nào mà làm những cái mảng văn thư, họ được đào tạo chuẩn thì họ biết cách để họ ghi. Còn những anh chị về chuyên môn giống như học IT, học về kế toán hoặc là học về kỹ thuật chẳng hạn, ra là họ viết theo giống như là thói quen. Vì sao viết vậy? Chỉ nghĩ là gì đầu lúc thì viết khoa bút nhưng họ viết nó nói chung là theo cái cảm tính là chính. Do vậy là tôi nghĩ chúng ta nên làm một cái việc gì, đặc biệt là khi chúng ta đi làm, chúng ta phải có một cái căn cứ. Tôi lấy ví dụ như là gì, cái việc mà chúng ta viết khoa này nó có một căn cứ quá rõ ràng mà chúng ta cần phải đọc để chúng ta làm theo thôi, chúng ta cần chả cần phải sáng tạo nữa nè. Đó chính là cái gì, cái thông tư 01 nữa nè. Chúng ta xem cái thông tư 01 là một cái căn cứ rất là quan trọng để chúng ta có thể gọi là tham khảo. Ok, thì trong cái thông tư 01 thì ở cái mục A thì cái mục B của nó có nói là gì? Trường hợp tên đơn vị hành chính được cấu tạo giữa danh từ chung kết hợp với số tên người, tên sự kiện lịch sử của nó, thì viết kho cả danh từ chung, viết kho cả danh từ chung. Nghĩa là sao? Ví dụ như là gì, quận 1 của nó, ví dụ như là quận 1 thì chữ quận chúng ta sẽ viết kho cái âm tiết đầu tiên. Nhưng mà quận Bình Thạnh thì cái chữ quận này chúng ta không có viết kho cái âm tiết đầu tiên, mà chúng ta chỉ viết kho âm tiết đầu tiên của chữ Bình Thạnh. Đó, thì chúng ta lưu ý như vậy. Ok. Rồi, ok, ví dụ như là gì? Thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Thì chúng ta chỉ viết kho cái chữ âm tiết đầu tiên của chữ Thành. Thành phố Hồ Chí Minh là chắc chắn là chúng ta phải viết kho cái âm tiết đầu tiên rồi. Nhưng mà thành phố Cần Thơ thì nó lại khác. Đó, thì chúng ta lưu ý. Thành phố Cần Thơ thì chúng ta chỉ viết kho các cái âm tiết đầu tiên của chữ Cần Thơ thôi. Thì chúng ta lưu ý như vậy để chúng ta viết sao cho nó đúng. Đó. Các anh chị có thể xem ở cái phụ lục số 6 không nào. Viết kho trong văn bản hành chính đính kèm theo cái thông tư 01 năm 2011 không nào, của Bộ Nội vụ. Chúng ta xem trong cái thông tư này nêu rất là rõ để chúng ta biết được cái cách mà chúng ta viết kho sao cho những cái tên địa lý Việt Nam không nào, sao cho nó đúng. Và cái này nó sau này chúng ta có thể là gì, ví dụ như ai đó chất vấn các anh chị nói ở tôi viết như thế này, còn bạn bắt tôi viết lại theo ý của bạn thì có căn cứ ở đâu không? Thì chúng ta có thể lấy cái này làm căn cứ không nào, lấy cái thông tư 01 ra chúng ta làm cái căn cứ để chúng ta nói chuyện với người khác đó. Ok, thế thôi, hôm nay thì chia sẻ cho các anh chị một vài cái vấn đề như vậy. Nếu như các anh chị nào thấy những thông tin này hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ. Chúc cho các anh chị thành công trong công việc. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.